này vậy? Trời ơi. Đó. Các bạn ơi, cái thao của mình chà bá lửa rồi nè. Cái thao chà bá lửa rồi nè, phóng ra nè. Đó. Thành quả như này nha. Con cá hè. Chờ ăn nữa nha, ăn nữa nha. Trời ơi, dính, càng ngoài này dính. Cá chơi. Càng trong này mới giật hụt, càng ngoài dính nha nha cả nhà. Đó, cô bác rồi xem ha. Thôi, sức nước và nước đang lớn nha. Thôi, lu bu quá. Lúc vào mà trời ơi rồi tiêu. Không phải giật cá mà cũng dính. Dính cá nha. Ôi cá chơi. Trời ơi. Không cần cá chơi nha. Nó. Cậu Tư dắt qua đây câu. Đó cậu Tư con. Hết sức im. Cá chơi. Mời anh hàng. Cá ăn luôn nha các bạn. Dính. Con tiếp theo, con này cá chơi quá nhỏ. Rút dây mà. Rồi mình sẽ gỡ thôi ha. Hai phao hai cần của mình ha. Cá đang ăn cần ngoài này. Dính. Trời ơi cái đô bự. À, ở đây lúc nữa cậu Tư ơi. Ơi chứ quá là không kịp, hai cặn làm lu bu luôn các bạn ơi. Trời ơi cái đô bành kia. Rồi, để sẽ gỡ thôi ha. Làm hai cặn một lượt. Nước đang lớn nè, nước ngoài sông đang lớn. Rồi cá ăn nha các bạn. Ăn nha. Trời ơi, sảy bành kia luôn. Hết sức uổng nặng chịch luôn. Cá ăn nha các bạn. Cá đang ăn nha. Tiếp tục nha các bạn ơi, tiếp tục ha. Tiếp tục. Con cá theo với cậu Tư nè. Tôi ngồi đây câu cá cho mình nè. Đó, hai cậu cháu cậu bữa nay nè nha. Quay lên YouTube luôn, quay cậu Tư lên YouTube luôn nha. Nước lử. Dính cá rô tiếp tục nữa. Giờ không quay được khúc xuống ngầu nữa. Giờ chỉ quay khúc dính cá thôi. Rồi, con tiếp tục nha bà con ơi. Cá đang ăn nha các bạn. Dính cá rô. Lên bờ ha. Được, đang canh cá tiếp nha cả nhà ơi. Ôi cá quá trời, ăn nữa nha. Trời ơi. Dính, càng ngoài này dính. Cá chơi. Càng trong này mới giật hụt, càng ngoài dính nha cả nhà. Đó, cô bác rồi xem ha. Thôi sức nước và nước đang lớn nha. Thôi lu bu quá.
cá ăn nữa nha các bạn. Cá đang ăn nữa nha. Trời ơi sảy. Ôi cần này lên tim dữ lắm rồi coi nè. Để được canh canh giật cần này cho các bạn coi ha. Cần kia giật sảy. Cần này tim lên quá trời luôn. Để mình móc màu gần kia mới được nghe cả nhà ơi. Để xuống cho màu ha. Đường này nó từ từ đi. Tim nó lờ nó quậy quá trời tim luôn. Nghiệp luôn. Lúc. Lúc hả mày? Thôi ơi. Lên cá nha các bạn ơi. Giờ câu một cần một chứ câu hai cần không được rồi. Trời ơi quá dính cá rồi. Quá trời dính. Cá chơi tiếp tục ha. Bạn lấy lên gô chà bá nữa nè. Trời ơi cá rô mề thứ già luôn á. Rồi mình sẽ gỡ nó ha. Cá ăn nó bằng lúc nha. Dính. Trời ơi cá chơi tiếp. Chơi tiếp nha cả nhà. Hai cần lu bu chứ. Cá đang ăn nữa nha các bạn. Rồi ô tim nó lên. Đang kiếm con giấy. Trời ơi lúc sao. Các bạn gặp tình trạng như thế nào khi một cần hai cần dính lượt như thế nào các bạn? Nó hai cần dính lượt vậy nè, làm gói gan đồ hình chứ. Trời ơi. Đó. Cá đằng kia. Trời ơi, nó ăn luôn phao. Lên cá nha cả nhà ơi. Lên cá ha. Cá ăn thủng thủng phao này. Lúc cá chơi. Cá chơi các bạn. Còn tiếp theo của mình nha, cá chơi ha.
Rồi bến cảng rất là đẹp. Lúc phao mà trời ơi rồi tiêu không phải vịt cá mà cũng dính. Lên cá nha cả nhà ơi, lên cá ha, con cá tiếp theo của mình nha. Lúc trời giờ lúc nó nhả lại. Hoàng cá đang ăn. Dính hàng. Công cần nha. Công cần nha các bạn. Dính cá nha. Trời ơi cá chép. Dính cá chép. Đợi. Cá chép. Quay phim, quay phim. Hai phao của mình đó giờ được đang canh cá tiếp nha. Lúc ngoại cái gì đây? Cá rô. Cá rô nha các bạn ơi, cá rô nhỏ. Thôi mình sẽ gỡ đi, sẽ thả nó ha. Hết sức tìm lên nè, không biết cá chép hay cái gì đâu mà. Ai từng ngắn chụp chừng nào đó. Trời ơi, mà dính luôn, dính tan. Dính cá he luôn các bạn. Dính được con cá he luôn. Cá he, không gài lâu quá mới gặp đó. Hello, xin chào các cô bác và các anh em ha. Hiện tại thì mình cũng chiều rồi. Bây giờ cũng khoảng 5:40 á. Cũng chiều cho nên mình thử ra mình sẽ về thôi ha. Thành quả hôm nay cũng nhiều á. Nhiều các bạn ơi, nặng lắm. Hồi về chắc sẽ quay video đổ cho các bạn xem. Đó. Cá bữa nay nè. Lên đường thôi.
Rồi hello, xin chào các bạn và các cô chú anh em đã quay trở lại với kênh của mình ha. Hiện tại thì bữa nay cá nhiều quá cho nên là mình sẽ lấy cái thau bự ra để đổ cá ra nha. Đó. Ây da, nó nặng quá. Trời ơi. Đó. Các bạn ơi, cái thau của mình chờ bá lửa rồi nè. Cái thau cho bá lửa rồi nè, phóng ra nè. Đó. Thành quá như đây nha. Con cá hè với con cá chép nè. Đó. Quá nhiều. Hết sức quá. Mấy cái đồ. Chơi thì thôi. Cái mùi của nước bằng kì. Đó. Cái rô. Cái chơi. Rồi, xin chào các anh em nha. Cô chú rồi yêu mến kênh của các bạn bè đều yêu mến kênh hãy lít góp đăng ký ủng hộ ha. Video để video mau mau phát triển thôi nha cả nhà ơi.